Hello, xin chào các bạn, lại là mình đây. Rất vui vì đã được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình. Chúc các bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng. Ok, và hôm nay mình sẽ vẽ nhân vật Boer Hancock, hay còn được gọi là nữ hoàng hải tặc xà công chúa trong vua hải tặc One Piece cho các bạn xem nha. Boer Hancock là thuyền trưởng băng hải tặc cửu xà và cô cũng là một cửu thất vũ hải. Hancock là người lãnh đạo tất cả phụ nữ của bộ lạc cửu xà và cai trị Amazon Lily. Lúc bé, Hancock và hai người em của mình đã bị bọn thiên long nhân bắt làm nô lệ. Chúng đã bắt cô ăn trái ác quỷ Mero Mero để mua vui. Cô sở hữu nhan sắc tuyệt trần và kẻ nào bị mê hoặc bởi sắc đẹp của Hancock thì đều có thể bị hóa đá bởi năng lực Mero Mero của cô. Thú nuôi của Hancock là một con rắn tên Slowmy và cô có mức truy nã lên đến 80 triệu berry. Ok, và đó là một số thông tin về nữ hoàng hải tặc Hancock mà mình đem đến cho các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ.
ơn các bạn đã xem đến hết video của mình nhé. Đợi một chút xíu nữa thôi, rồi chúng ta cùng xem kết quả nha các bạn của tôi ơi. Ok, như mọi khi nếu các bạn thấy hay thì hãy ủng hộ mình bằng một like hoặc một cái share hoặc một đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.